Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Thánh Thải Nghi là nữ chính trong siêu phẩm Thần Ấm Vương Tọa và cũng là một trong số những mỹ nhân phim hoạt hình 3D được yêu thích nhất. Nhắc đến nàng, khán giả không chỉ biết đến bởi nhan sắc tuyệt mỹ mà còn ấn tượng bởi những thành tựu trên con đường tu luyện của nữ nhân này. Và để hiểu rõ hơn về con người cũng như sức mạnh của Thải Nghi, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha! Đầu tiên về bối cảnh, nàng sinh ra đã sở hữu tiên thiên nội linh lực là 93, trải qua rèn luyện khắc khổ trong tuổi thơ không mấy vui vẻ, Thải Nhi trở thành luân hồi thánh nữ và là con gái của địa chủ Thiết Khách Thánh Điện. Sau này, trải qua nhiều lần tiến hóa của luân hồi chi kiếm, tiên thiên nội linh lực của cô cũng đột phá tới 100 điểm và trở thành điện chủ Thiết Khách Thánh Điện, đồng thời nắm giữ chức vụ phó chủ tịch Liên bang Thánh Điện. Không chỉ vậy, sự nỗ lực tu luyện và sự quyết đoán của mình, trong tương lai, Thải Nhi đã đạt đến tu vi của hiệp giả cửu giai ngũ cấp. Điển hình là việc nàng bằng vào năng lực tử thần của tử thần thất tuyệt, có thể biểu sắc cường giả cấp bậc cửu giai bát cấp. Chưa dừng lại ở đó, Thải Nhi còn nhận được truyền thừa của tử linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư và được ông truyền thụ lại cho Vĩnh Hằng Chi Tháp và toàn bộ vong linh ma pháp. Thành tựu to lớn là thế, tuy nhiên, cuộc đời của nữ nhân này không mấy suôn sẻ. Lúc Thải Nhi 3 tuổi, bị dò xét ra tiên thiên nội linh lực sẽ vượt qua 90 khi thức tỉnh, trở thành cái gọi là luân hồi thánh nữ thể chất. Bắt đầu từ thời điểm đó, cơn ác mộng của Thải Nhi đã đến. Thải Nhi 3 tuổi, bị người thân đưa vào một cái động quật âm lãnh, hắc ám. Trải qua suốt 7 ngày 7 đêm thời gian, cùng nàng làm bạn, chỉ có một thanh hắc sắc chi kiếm lơ lửng trên không trung. Dưới tác dụng của luân hồi linh lô, tiên thiên nội linh lực của Thải Nhi cuối cùng tăng lên tới 100 điểm. Muốn chân chính sử dụng lực lượng luân hồi linh lô, ngoại trừ không ngừng tu luyện ra, thân thể cũng phải chịu khảo nghiệm không ngừng, thậm chí là tra tấn khiến lục giác luân phiên mất đi. Một mình trải qua khoảng thời gian nghiệt ngã này, thứ ánh sáng duy nhất khiến nàng tồn tại chính là Long Hạo Thần, một hiệp sĩ không quen biết nhưng sẵn sàng xả thân bảo vệ nàng. Và rồi, nhân duyên sắp đặt, nàng rốt cuộc cũng được gặp lại nam nhân của đời mình trong kỳ thi đấu tuyển chọn thành viên Liệt Ma Đoàn. Trải qua nhiều biến cố trong quá trình này, Thải Nhi và Long Hạo Thần rốt cuộc cũng dần đi đến một mối quan hệ yêu đương dù cả hai còn rất trẻ. Sau khi Long Hạo Thần đạt được điều kiện thành lập Liệt Ma Đoàn, hắn quyết định từ bỏ phần thưởng linh lô để đổi lấy cơ hội cho Thải Nhi gia nhập Liệt Ma Đoàn của mình và đảm nhiệm chức vụ phó đoàn trưởng. Ở bên cạnh Long Hạo Thần, mối quan hệ xa cách với người nhà của nàng cũng dần được hòa giải. Tiếp đó, nàng cùng người yêu của mình dẫn dắt đoàn đội không ngừng tiến lên, trở thành Sa Ma Đoàn cấp danh hiệu mang tên Quang Chi Thần Hy và từng bước đưa nhân loại thoát khỏi thời kỳ hắc ám. Trước khi Thánh Chiến chấm dứt, Long Hạo Thần trúng bẫy, rơi vào trong tay Ma Thần Hoàng Phong Tú. Lúc bấy giờ, Ma Thần Hoàng quyết định sẽ lấy mạng hắn. Thế nhưng, Hạo Thần trước khi nhắm mắt nói mình là một kỵ sĩ, hy vọng có được một phần phương thức tử vong đàng hoàng, cho nên hướng Ma Thần Hoàng khiêu chiến. Sau trận chiến sinh tử với chính ông ngoại của mình, Long Hạo Thần thua cuộc và bị tước đi sinh mệnh. Lúc bấy giờ, Thánh Thải Nhi vì phục sinh Hạo Thần quyết định thông qua khảo nghiệm tháp Vĩnh Hằng cực kỳ gian nan. Không lâu sau, khi nàng thông qua khảo hạch đã mang theo Long Hạo Thần đi tới trước mặt Y Lai Khắc Tư cầu cứu, bởi vì Thải Nhi nguyện ý vì đối phương mà buông tha sinh mệnh của mình, vì phục sinh Long Hạo Thần không chút do dự muốn móc trái tim bản thân ra. Còn Long Hạo Thần vì người mình yêu thà buông tha tình ngưỡng đối với Quang Minh Chi Tử, cho nên tình cảm của họ đã khiến Y Lai Khắc Tư cảm động và hóa giải thù hận trong lòng mình. Tiếp đó, Y Lai Khắc Tư lột bỏ quang minh chi lực mình lưu trữ mấy ngàn năm, tạo nên Vĩnh Hằng Chi Tâm, cứu Long Hạo Thần sống lại và đem tử linh thánh pháp thần truyền thừa giao cho Thải Nhi. Hạo Thần sau khi phục sinh, ở trong đại hội thánh địa xuất lĩnh Liệt Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy đại thắng. Sau sự kiện này, Thải Nhi thân là phó đội trưởng Quang Chi Thần Hy cũng nhậm chức địa chủ Thiết Khách Thánh Điện kiêm phó chủ tịch liên minh. Cuối cùng, cả hai xuất lĩnh đồng bọn chiến thắng ma tộc cùng thiên phạt chi thần, chấm dứt thời kỳ hắc ám của thánh ma đại lục, khiến quang minh tái hiện một lần nữa. Sau khi thời đại khắc ám kết thúc, Thải Nhi cùng Long Hạo Thần đi đến vị diện hồi sinh vạn vật, đem quang minh cùng sinh mệnh một lần nữa mang đến mặt đất, trở thành sáng thế thần của vị diện này. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về Thánh Thải Nhi mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.